Sau hơn 20 ngày thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp thuộc dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thiện cơ bản những hạng mục quan trọng. Đây là dự án được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình thực hiện chức năng chủ đầu tư quản lý gói thầu. Trước thực trạng hầu hết đều là đường dây dẫn nhỏ, cột thấp, ảnh hưởng đến an toàn hành lang lưới điện, sự phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân huyện Yên Mô, nên dự án dành toàn bộ nguồn kinh phí để đầu tư, nâng cấp đường dây và xây lắp trạm biến áp. Mục đích của dự án là cải tạo, nâng cấp lưới điện 10 kV xuất tuyến sau các trạm biến áp trung gian Yên Hòa và Yên Mỹ lên vận hành cấp điện áp 22 kV nhằm nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt cho nhân dân. Dự án được triển khai tại thị trấn Yên Thịnh và 12 xã trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn thành sẽ đồng bộ khai thác các xuất tuyến 22 kV từ trạm biến áp 110 kV hiện đang được Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai xây dựng tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô. Hai dự án này nằm trong số những dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021, góp phần hiện đại hóa lưới điện khu vực, nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng. Hiện nay, nhà thầu xây lắp đang tập trung thi công, cải tạo, nâng cấp đường dây lộ 971 trung gian Yên Mỹ, trong đó có đoạn cải tạo lên mạch kép từ cột 1 đến cột 33. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tổng số móng cột đã đào đúc riêng lộ 971 là 137 trên 189 móng, đạt 72%, dựng 104 trên 226 cột, đạt 46%. Nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực để tăng cường thi công các tuyến đường dây còn lại đảm bảo tiến độ. Gói thầu dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2 năm 2022.